sao? Anh yêu em. Trời đất ơi, lãng mạn quá chị ơi. Con hớ. À. Em gật đầu đồng ý. Ta là fan của đệ nha. Ta sẽ là con Sang, cái sau là con Sang nha. Ta hãy là con Sang của đệ nha. Bây giờ ta muốn. Muốn cái gì? Muốn sáng cái mặt mày gái đó. Mày cô gái cái gì đâu mày nhát quá đi. Mày cô gái mày muốn là muốn con ta. Mày muốn mua gì vậy? Téo nổ mày hết. Có lời đúng không? Anh quên chứ mà em quên đâu. Sai nè. Rồi. Cho mày cô gái. Khắp một cái tay của tôi yên. Cấm luôn tôi nè. Mẹ nó sao? Hen, mỗi lần mà hả cái ông tổ trưởng tổ dân phố á, ổng kêu tao đi họp một cái tao nói thiệt với hai đứa mày á, tao trốn ổng không à. Mà bữa nào mà trốn không được á, bất đắc dĩ mà tao phải đi đó. Tao không có dám ăn trên ngồi trước. Tao chui trong hốc bà tó tao ngồi á. Mà hả, ông không có tha. Nó ngủ cái gì? Dậy! Má nói tới đâu rồi? Tên hốc bà tó gì đó, trốn trốn gì đó. À? Tao quýnh nhẹ lắm. Tao không làm đâu. Cho mà chưa. Cho mà chưa. Trời nó hâm hẹ con kìa gì. Ây da, ây da. Chừa chưa. Mày lố quá à, tao hết đánh rồi. Thôi, quýnh sụp luôn, quýnh sụp luôn. Quýnh sụp luôn. Quýnh sụp luôn. Lần này em phải cua dính con bé đó. Cảm ơn qua giờ anh đã tư vấn cho em. Lần này em sẽ quyết tâm. Cắt đi. Anh kêu tốt, anh nói một hồi nữa. Anh phải nói thêm mấy câu nữa. À vậy hả? Chứ em nói tốt rồi người ta đâu, người ta chưa kịp nghe cái tiếng anh nó bị vậy. No, no, okay. Giờ ăn đi. Bây giờ mày ăn cái gì? Ở bên tay. Không. Ở đây bò hết vệ sinh quá. Và sai nữa, ở bên tây bò chăm sóc sức khỏe cho nghe nhạc và massage. Bò. Mày nói cái gì vậy? Tại sao cái gì? Tao quê mày lắm rồi cho mày mà chết á. Ôi cái gì vậy? Con bò bên đó nó không ăn cỏ, nó ăn cái gì? Con bò bò đây nó ăn cái gì hả? Ôi trời ơi. Ở bên tây không chết. Ở bên tây. Ở bên tây.